Damn. Rồi, cô Mỹ chào Thương nha. Thấy Thương lớn hơn một xíu luôn á. Lớn hơn, chững chạc hơn, trưởng thành hơn nữa. Bây giờ cô Mỹ sẽ đọc tốc độ nhanh nha. Xem thử là bạn Thương làm được hay không. Bắt đầu. 25, cộng 23, cộng 26, trừ 35, cộng 59, cộng 24, cộng 14, cộng 25, cộng 15, kết quả bằng 176. Chính xác, tiếp tục. 176 cộng 252 cộng 156 cộng 123 trừ 600 cộng 158 cộng 921 cộng 124 trừ 500 và kết quả bằng 810. Chính xác, tiếp tục. 810 cộng 1234 cộng 5252 trừ 6000 cộng 1259 cộng 3258 cộng 1247 trừ 5000 cộng 1239 và kết quả bằng 3299. Rất chính xác, tốc độ nhanh hơn bạn đúng luôn. Yeah. Một chữ số, 20 vòng, 8 giây, bắt đầu. Câu số 1, câu số 3.